Hello. Hello cả nhà. Mà nhỏ anh thích leo trèo lắm. Khoảng năm cấp 1 là nhà anh gần chợ. Buổi sáng thì người ta bán đông lắm, nhưng mà tới buổi chiều á, khi mà người ta dọn hàng về hết á, thì chợ nó trống lóc à. Thì có rất là nhiều cái sạp, mà anh nhớ chiều nào anh cũng ra cái chợ đó, anh leo hết cái sạp này qua sạp kia. Xong rồi lớn lên không có chơi trò đó nữa. Tới một ngày nọ vô Crescent Mall thì thấy có cái chỗ leo núi như vậy. Ok, mình được làm trẻ em thêm lần nữa. Mình vô mình leo, cái mình thấy cái cảm giác leo núi từ hồi nhỏ nó ùa về đó. Cái vậy là đăng ký thành viên mà leo núi ở đây luôn. Lần đầu tiên leo mình không có leo mấy cái tường này đâu, mình leo cái tường nhỏ xíu lùn xịt ở trên kia dành cho nít á. Thì mà mới tường đó thôi là đã thấy sợ rồi. Nhưng mà mọi người biết á, mình sợ thì adrenaline tiếc là okay, cái cảm giác đó nó lại là cái cảm giác gây nghiện nha. Mình sợ nhưng mà nó cảm giác rất là đã. Từ lúc mà mình phát hiện ra cái môn này á, thì mình có rủ tất cả những người mình biết thử cái môn này, bao gồm những bạn đồng nghiệp ở công ty nè, gia đình của mình. Cái gái con mình nó chưa 4 tuổi, nó 3 tuổi mấy, mình cũng rủ nó đi luôn. Bé nhỏ xíu mà nó cũng thích leo. Cuối tuần cái thay vì mình sẽ phải nghĩ là ok hôm nay mình sẽ dành thời gian cho con bé, hay là mình dành thời gian cho chính mình để mình đi chơi, thì mình không cần phải suy nghĩ nữa. Mình cứ vô đây, cả nhà vô đây, vậy là mọi người cùng leo chung với nhau. Chỗ này rất là thoáng đãng, rất là... có cái view rất là đẹp nữa. Trời ơi, cái view triệu đô. Target lớn nhất của mình đó là leo outdoor, nhưng mà không phải ngày nào mình cũng có thể leo outdoor được, nên mình tới đây để mình luyện tập. Và mình có học những cái khóa học ở đây rồi, kỹ thuật belay là cái kỹ thuật mà giữ cái người ở dưới giữ dây cho bạn có thể leo an toàn á, và kỹ thuật belay lift luôn. Thì hôm nào các bạn mà muốn chơi thì cứ hú mình có thể ra đây để belay cho các bạn. Rồi, tạm biệt, hẹn gặp các bạn ở đây.